thông tin mới vụ ba khách Trung Quốc ăn 11,8 kg hải sản, tố nhà hàng ở Nha Trang chặt chém. Liên quan đến vụ thông tin khách Trung Quốc bị chặt chém, đoàn liên ngành tỉnh Khánh Hòa đã đến kiểm tra, làm rõ thông tin. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ quán không có mặt. Ngày 11 tháng 4, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã đến kiểm tra tại quán hải sản Nhà Bè, địa chỉ đường Trần Phú, thành phố Nha Trang để làm rõ thông tin du khách tố bị chặt chém hơn 8,7 triệu đồng cho 11,8 kg hải sản. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, tại quán hải sản chỉ có nhân viên quán, chủ quán không có mặt. Đại diện lãnh đạo đội quản lý thị trường số 1 cho biết, vì chủ quán vắng mặt nên các bước kiểm tra giấy tờ, pháp lý sẽ được tiến hành bổ sung vào ngày 12 tháng 4. Tại đây, đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết giá cả tại quán, cân trọng lượng các khu vực ăn uống chế biến tại quán. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận quán có niêm yết giá hải sản trên bảng và các bể chứa hải sản, các cân trọng lượng đều có tem kiểm định. Phía tổ công tác cũng tiến hành niêm phong máy tính tiền và máy in xuất hóa đơn để phục vụ điều tra. Để nắm rõ thông tin, phóng viên dân Việt đã trao đổi qua số điện thoại được ghi trên bảng, một thanh niên xác nhận là quản lý tại nhà hàng này, nhưng do có việc bận nên đi gấp và sẽ cung cấp thông tin sau. Trước đó, anh LTS đăng trên mạng xã hội tối ngày 9 tháng 4, sếp của anh S là người Trung Quốc đưa bạn đến quán hải sản trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang để ăn tối. Sau khi ăn, cả ba ngã ngửa khi thấy hóa đơn thanh toán nên gọi anh S đến. Theo hóa đơn, ba người khách này ăn hết 11,8 kg hải sản và tiền nước với tổng tiền gần 9 triệu đồng. Cụ thể, hóa đơn ghi họ ăn 2,8 kg gẹ loại 1 có giá 1,2 triệu đồng 1 kg, 2 kg mực nhảy giá 950.000 đồng 1 kg, 3,5 kg sò so kim cương tím giá 420.000 đồng 1 kg và 3,5 kg nhím với giá 580.000 đồng 1 kg. Chủ tài khoản này cho rằng, bỏ qua việc niêm yết giá, nhưng ba người khách ăn hết 11,8 kg hải sản là bất hợp lý. Anh S còn cho biết, khi anh đề nghị chuyển khoản để trả tiền hóa đơn thì quán không đồng ý yêu cầu phải trả tiền mặt